âm nghe nó rất là rộng, và khi mà các bạn nghe kỹ cái tiếng cũng rất là sạch. Xin kính chào tất cả các bác nhá. Và chờ đợi lâu lắm rồi thì hôm nay mới có hàng. Và hôm nay thì về được 7 cặp loa RCF3110. Hôm trước thì vừa về có vài cặp thôi, thì 1-2 hôm các bác bốc hết rồi. Và sau đấy thì có rất nhiều bác hỏi là loa về chưa Hào ơi. Thì hôm nay tiếp tục là về được 7 cặp để các bác chơi nhá. Và rõ ràng rồi, trong một bộ dàn thì đối với em cái thiết bị quan trọng nhất đó là những cặp loa đúng không ạ? Và nếu như các bác có một cái loa tốt thì rõ ràng là sẽ giúp bộ dàn các bác là vừa nghe vừa hát hay hơn rất là nhiều. Và chơi loa nó còn nói lên là cái đẳng cấp của người chơi các bác nhá. Rõ ràng là bây giờ mua loa thì có rất nhiều cái kiểu loa, ví dụ như là loa châu Âu này, loa Mỹ này, loa Chila này và một số quốc gia khác. Nhưng đối với em thì những cặp loa đến từ châu Âu nó vẫn mang một cái gì đấy nó rất đẳng cấp. Ví dụ nha, các bác nghe RCF, các bác nghe Nexo, các bác nghe Adamson, các bác nghe L Acoustic hoặc là Meyer Sound, nghe thôi đã thấy là rất đẳng cấp rồi. Nhưng ngược lại sao ạ? Cái mức giá để các bác bỏ ra các bác mua một cặp loa nó không hề rẻ. Thậm chí là một cặp loa nó còn hơn cả một bộ dàn loa Chila bình thường. Đấy là cái điều tất nhiên các bác nhá. Và ở đây thì em có những cặp loa bãi như này để các bác chơi và tiết kiệm được chi phí khá nhiều so với các bác mua hàng mới. Và đây là model loa Bass 25 của RCF3110. Đối với cái dòng này thì chất âm rất là hay rồi và sẽ rất thích hợp nếu như các bác chơi trong những cái phòng diện tích cỡ khoảng tầm từ 15 đến khoảng tầm 25m² là sẽ lý tưởng nhất. Hôm trước thì em có lắp một cặp RCF4110, tức là đời cao hơn của bọn này này, trong một cái phòng 60m mà nghe vẫn ok. Đấy, chơi súp đơn 30 thôi mà bác chủ còn bảo là bật nhỏ đi, bật to quá anh không chịu được. Ok, và đối với hình thức của những cặp loa này thì em thấy là còn rất là đẹp các bác nhá. Loa này thì em đảm bảo với các bác là bát chép zin 100%. Còn bên ngoài thì em sẽ làm lại làm sao cho đẹp nhất, về nhà các bác để lên kệ, để lên những cặp chân loa, để lên thôi là nhìn đẹp rồi chứ không phải lau chùi vệ sinh gì cả. Đối với RCF hoặc là bất kể hàng bãi nào thì cái một cái vấn đề các bác mua hàng cần phải quan tâm đó là gì ạ? À là zin hay không? Zin ở đây tức là sao ạ? Nói về bát này, về chép này, về phân tần này. Đấy thì ba cái đấy là cái quan trọng nhất các bác nhá. Hôm trước thì cũng có một lô RCF Active khoảng tầm hơn 40 cặp. Em cũng đã định lấy rồi nhưng mà kiểm tra thì nó lỗi mất khoảng tầm 15 cặp, tức là 15 cặp làm lại trong số là hơn 40 cặp loa. Nên là em không lấy, nhưng mà một thời gian sau đã thấy ở Việt Nam bán rất là nhiều rồi. Nên là khi các bác mua loa ấy thì các bác phải cẩn thận xem là hàng có zin hay không. Đấy, lưu ý các bác nhá. Và đối với RCF này thì chất âm thì khỏi bàn rồi đúng không ạ? Công suất nó khá là lớn so với cặp loa 30, khoảng 300W và max là 1200W. Cái dòng này độ nhạy khá là cao này, 98 dB. Và em này thì maximum đánh đến đấy là 128 dB. Nó ngang với một cặp loa 30 đấy. Bây giờ thì sẽ quay cận cảnh để các bác xem. Nói chung là hàng thì em đã vệ sinh rất là sạch đẹp rồi. Đây, cái vỏ thì có phun qua cho nó đẹp, cho nét đúng không ạ? Ok, và đây model là C3110 các bác nhá. Sản xuất tại Italia và tem mác thì còn nguyên series đây. Made in Italy này. Đấy. Với cái em này thì các bác cần cho em một con main cỡ khoảng tầm từ 500 đến khoảng 600W, đánh là rất là đẹp rồi. Bây giờ thì mời các bác nghe lại chất âm của 3110. Với cái dòng này thì cái chất âm, cái bass nó cũng khá là sâu và cái giải beat 2 của nó thì sạch và chi tiết. Đấy, chép con này cũng khá là sáng. Nói chung là đây là một cặp loa rất là hay. Đây, tiện đây thì mở luôn ra để kiểm tra bát chép các bác xem một trước nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Con này thì dùng bát từ thường các bác nhá. Đây, bát thường này. Nhưng mà chép nó dùng chép neo. Đấy. Và con này chép cái họng họng gang hay sao ấy, đúng không? Gang hay sao ấy. Đấy xả, nghe leng keng hay đấy. Ok chưa? Rồi, ngay bây giờ thì mời các bác nghe lại cái chất âm của con này. Rất là sạch. Inside of your head, and you
bác đang nghe tiếng vocal của một cặp rusep các bác nhá. Cái giải âm nghe nó rất là rộng và khi mà các bác nghe kỹ cái tiếng nó rất là sạch. Cái đoạn này thì hôm trước cũng đã test với các bác rồi, là làm clip soi ruột gan các kiểu hết rồi. Và chất âm của cái dòng này thì các bác vừa được nghe lại đi ạ. Em thấy là nó rất là sạch, rất là chi tiết luôn. Và quan trọng nhất là cái tầm giá, cái gu của anh nhá. Con này nghe cái giải cao của nó rất là sướng, bởi vì cái giải tần của nó rất là rộng, nên là nghe cái giải cao, nghe cảm giác tiếng chép nó leng keng rất là phê ấy. Và hiện tại thì hàng này em bảo hành thì các bác là 1 năm các bác nhá. Và để có được mức giá tốt nhất, và em khẳng định với các bác là giá 16 âm thanh đối với những cặp loa này cũng rất là tốt, để các bác có thể là trải nghiệm được một cặp loa hàng xịn, hát karaoke, nghe nhạc cho nó sướng. Ok, vừa rồi thì vừa giới thiệu lại để các bác 7 cặp loa RCF 3110. Bác nào có nhu cầu alo sóng thanh các bác nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.